Chiều ngày 1 tháng 8, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán karaoke Isis 6 tầng ở số 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Nguyên nhân ban đầu được xác định là quán tạm dừng hoạt động để sửa chữa trong quá trình hàn xì đã gây ra hỏa hoạn. Là một trong những người chứng kiến gần như toàn bộ vụ cháy, chị NVH thuê trọ gần hiện trường cho biết đám cháy bắt đầu từ phía trên tùm của quán karaoke. Khi lực lượng cứu hỏa đập cửa kính để phun nước vào bên trong, khói có dấu hiệu lan dần xuống các tầng phía dưới. Một nhân chứng khác chứng kiến vụ cháy khi mới bắt đầu, anh Đỗ Hữu Thường cho hay, khoảng 14 giờ, anh nhìn thấy cột khói đen bốc ra từ quán karaoke 6 tầng. Lúc đó, khói đã cuồn cuộn, nghi ngút bao tỏa tầng 2 đến tầng 6 của căn nhà. Anh Thường cho biết thêm, vào thời điểm đó, nhiều lính cứu hỏa và xe chữa cháy đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Theo miêu tả của anh, khói đổ ra từ tất cả các cửa sổ ở bên hông quán karaoke. Người dân chứng kiến đứng xung quanh còn nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong tòa nhà. Bà Phạm Thị L, 61 tuổi, ở Quan Hoa, theo dõi diễn biến vụ cháy cho biết, sau khi chữa cháy xong, nhóm lính cứu hỏa trở ra thì bà thấy họ bật khóc, vẻ mặt đầy đau đớn. Họ khóc vì có 3 đồng đội hy sinh khi chữa cháy bên trong tòa nhà. Tôi nhìn thấy họ khóc mà thương quá, tận 3 mạng người. Đó đều là những người hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Không biết khi nghe tin dữ này, vợ con họ sẽ sống ra sao? Bà L chua xót kể. Theo nhiều người dân, quán karaoke Isis thời gian qua không mở cửa đón khách, đang trong quá trình tu sửa. Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, ít nhất 10 xe cứu hỏa và 3 xe cứu thương được huy động đến nơi xảy ra vụ cháy. Cảnh sát gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận căn nhà bởi quán karaoke không có cầu thang thoát hiểm lộ thiên. Tầng 6 của ngôi nhà được xây dựng, quây kín bằng tôn. Lực lượng chức năng phải sử dụng rìu, cưa máy, cố gắng cắt phá phần kết cấu mặt tiền tầng 4 của căn nhà, nhưng bất thành. Đến 17:30, cảnh sát mới tiếp cận vào được bên trong hiện trường từ tầng 6 của quán. Với tinh thần dũng cảm, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, 3 cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy gồm Trung tá Đặng Anh Quân, đội trưởng, Trung úy Đỗ Đức Việt, binh nhì Nguyễn Đình Phúc đã triển khai tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, hướng dẫn, đưa 8 người ra ngoài an toàn. Sau đó, các cán bộ, chiến sĩ quay lại, tiếp tục tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Khi nhóm lên tới tầng 4, thì cầu thang bị sập, làm đứt đường vòi chữa cháy. Trần nhà bất ngờ sập xuống, đè vào người khiến 3 người hy sinh. Sau 9 giờ chiến đấu với lửa, các chiến sĩ đã kiệt sức và càng đau đớn hơn khi nghĩ về 3 người đồng đội nay đã không còn nữa. Mọi người đến lặng người, ai cũng mang vẻ mặt thất thần khi chứng kiến khoảnh khắc di rời thi thể của những người đồng đội, người bạn ra khỏi hiện trường. Lăn xả cứu người bảo vệ bình an cho dân, cái giá phải trả là quá đắt. Cảm ơn các anh, những chiến sĩ anh hùng.